Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, sau khi di chuyển vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ ở cấp 6. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, áp thấp nhiệt đới này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Đến trưa và chiều mai, tâm của áp thấp nhiệt đới ở khoảng vào 11,6 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ nhanh hơn khoảng 10 km/h. Đến trưa chiều ngày 8 tháng 5, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông. Cách đảo Song Tử Tây khoảng 170 km về phía Bắc Tây Bắc, cường độ chưa có nhiều biến động. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong đêm nay và ngày mai, toàn bộ vùng biển phía đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông đều có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Còn với khu vực còn lại của vùng biển giữa và Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh cấp 4, cấp 5 và cũng có mưa dông về chiều và tối, kéo theo nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Đó là thời tiết trên biển. Còn trên đất liền, khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều mai, Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo. Trong đó, ở phía Tây Bắc Bộ vẫn là nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Còn với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong ngày mai chỉ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt được dự báo vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở các tỉnh miền Trung trong ngày mai. Trong đó, nóng nhất vẫn là khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi với mức nhiệt cao 36 đến 39 độ. Riêng một dọc các huyện vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và cả Phú Yên. Vừa do điều kiện địa hình núi đá vôi lại thêm hiệu ứng gió phơn khô nóng nên nhiệt độ tiếp tục bị đẩy lên ngưỡng cao trên 40 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Phú Yên cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Ở phía Nam, ngày mai cũng vẫn có nắng nóng, trong đó ở các tỉnh Tây Nguyên, nắng nóng tập trung chính ở khu vực các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk với mức nhiệt 35 đến 37 độ. Các tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng thì nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 33 đến 36 độ. Còn ở Nam Bộ vẫn có nắng nóng diện rộng, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ở đây dao động từ 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông có nhiệt độ cao hơn. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố.